trải nghiệm và khơi nguồn cuộc sống. Trải nghiệm Cô Tô Quảng Ninh không thể không nhắc tới hành trình trên tàu cao tốc từ cảng Cái Rồng ra đảo Cô Tô. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt là trải nghiệm trên chuyến tàu cao tốc với những ngày thời tiết gió cấp 4, cấp 5. Theo quy định của cảng thì khi gió trên cấp 5, toàn bộ tàu cao tốc không được xuất cảng để đảm bảo an toàn cho hành trình và du khách. Có hai loại tàu để chúng ta có thể di chuyển từ cảng Cái Rồng ra đảo Cô Tô hiện tại là bằng tàu gỗ hoặc tàu cao tốc. Từ ngày 2 tháng 11 năm 2009, lịch trình tàu cao tốc Vân Đồn Cô Tô và ngược lại được sắp xếp theo lịch. Từ Vân Đồn đi Cô Tô sẽ có hai lịch trình chuyến 6 giờ 30 sáng thứ hai hàng tuần và chuyến 7 giờ, 11 giờ, 13 giờ 30 từ thứ ba cho đến chủ nhật. Lịch trình từ Cô Tô quay trở lại Vân Đồn cũng có hai lịch trình 8 giờ, 12 giờ 30, 15 giờ thứ bảy đến thứ năm hàng tuần và chuyến 16 giờ thứ sáu hàng tuần. Thời gian tàu chạy khoảng 90 phút và giá vé dao động từ 180 cho đến 200 nghìn một lượt. Từ cảng Cái Rồng tới thị trấn Cô Tô chỉ khoảng 40 km đường thẳng và qua các đảo như đảo Trà Ngọ, đảo Trà Bản, đảo Ba Mùn và phía xa xa là đảo Vạn Cảnh và đảo Quan Lạn. Sáng tại cảng Cái Rồng, những ngày đầu năm 2020 quang cảnh rất yên bình, lượng khách du lịch rất ít và không khí tương đối mát mẻ, trong lành. Nước biển ở đây trong xanh, biển tĩnh và tương đối sạch sẽ. Lượng tàu thuyền nơi đây cũng không quá đông đúc hiện tại, do không phải mùa du lịch nên lượng du khách nơi đây rất ít. Không gian trải nghiệm rất rộng rãi, thoải mái và có nhiều góc view cảng biển thật đẹp, yên tĩnh và ấn tượng. Buổi sớm cũng là lúc thuyền tàu của bà con ngư dân nơi đây cập bến sau một đêm đánh bắt trở lại cho kịp phiên chợ sáng. Không gian biển thực sự thoáng đãng, đẹp và ấn tượng cho những người miền núi như chúng mình. Nước biển ở đây trong xanh, biển tĩnh và tương đối sạch sẽ. Lượng tàu thuyền nơi đây cũng không quá đông đúc hiện tại, do không phải mùa du lịch nên lượng du khách nơi đây rất ít. Không gian trải nghiệm rất rộng rãi, thoải mái và có nhiều góc view cảng biển thật đẹp, yên tĩnh. Gần 7 giờ sáng, tàu tới cảng và chúng tôi bắt đầu hành trình lên tàu tới đảo Cô Tô. Lượng du khách rất ít, mỗi chuyến tàu đi cũng trở lên nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là những đoàn khách nhỏ 3 đến 5 người hoặc 7 đến 10 người cùng những gia đình nhỏ. Điểm nối kết để du khách từ cảng lên tàu còn rất thô sơ, đơn giản và có phần chưa chắc chắn. Phía bên là tàu gỗ chạy với tốc độ chậm hơn và có thể ngắm cảnh trên tầng 2 của tàu rất đẹp. Thời gian để di chuyển trên tàu gỗ tới đảo chừng 150 phút. Hành trình trên tàu gỗ sẽ nhẹ nhàng và chậm rãi hơn tàu cao tốc. Du khách trên tàu gỗ có thể thoải mái trên tầng 2 của tàu để ngắm cảnh biển.
Và hành trình bắt đầu. Trong cảng thì tàu di chuyển với tốc độ tương đối chậm, từ từ và vượt qua các khu tàu thuyền của ngư dân cùng với những ngư cụ, qua những bãi nuôi hải sản của ngư dân nơi đây. Trời gió đang ở mức cấp 3, cấp 4. Cảm giác con tàu lướt trên những con sóng rất rõ và cho trải nghiệm giống với những hành trình đang chơi trò chơi cảm giác mạnh tại Sun World, trò phi long thần tốc. Nhìn bề mặt biển như một tấm gương cầu lớn, bình lặng nhưng tương đối đáng sợ với những con sóng va vào mạn tàu. Di chuyển chừng 90 phút, chúng tôi cập bến của huyện đảo Cô Tô. Từ xa đã xuất hiện rõ những ngôi nhà, bãi nổi và những chiếc thuyền của đảo. Nước ở đây thực sự rất trong và xanh, sạch sẽ và tương đối yên bình. Tôi rời tàu lên đảo, di chuyển theo đường bãi nổi kết nối bến với đảo để lên xe di chuyển sâu vào nội đảo. Cũng có khá nhiều du khách bị sóng biển khiến cho say và có cảm giác nôn nao. Nhưng với chúng tôi, cảm giác sóng rất ổn và ấn tượng, chưa đủ mức để có cảm giác say sóng. Hành trình trải nghiệm tàu cao tốc từ cảng Cái Rồng tới đảo Cô Tô xin dừng lại tại đây. Tiếp theo ở những video tới sẽ là những trải nghiệm về khu đền thờ đặc biệt trên đảo, khu bãi đá Móng Rồng, bãi đá Cầu Mỹ, trải nghiệm về du lịch homestay trên đảo và nhiều trải nghiệm khác. Tiếp theo những hành trình tới bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh và chú ý tới những thông báo từ Life in VN. Cảm ơn các bạn và chúc mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta.